63 gia đình của 13 tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ đã quy tụ về thành phố Cao Lãnh để tham gia Ngày hội Gia đình tiêu biểu năm 2024. Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, ngày hội đã lan tỏa những giá trị đẹp về văn hóa gia đình Việt Nam. Với vai trò chủ nhà, Đồng Tháp không chỉ thể hiện xuất sắc các phần thi của mình mà còn để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp về văn hóa và con người Đồng Tháp đất sen hồng. Tiếp nối thành công của ngày hội lần thứ tư diễn ra tại Trà Vinh, ngày hội lần này được tổ chức tại tỉnh Đồng Tháp, thu hút 63 gia đình tiêu biểu ở các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ tham gia. Mỗi gia đình thực hiện một trong các phần thi như biểu diễn nghệ thuật gia đình tài năng, trình diễn thời trang gia đình sắc màu, thi nấu ăn món ngon cuối tuần, thi đọc sách cùng con và thi vận động vui chơi cùng con. Đây là các gia đình tiêu biểu được tuyển chọn từ hội thi gia đình tiêu biểu cấp tỉnh, thành phố. Trong khuôn khổ ngày hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp còn phối hợp trưng bày triển lãm ảnh chủ đề Gia đình, tổ ấm yêu thương, tổ chức không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp, sản phẩm đặc trưng của các tỉnh, thành phố, khu vực Tây Nam Bộ, tham quan các điểm di tích lịch sử, văn hóa, du lịch tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp. Với niềm tự hào khi Đồng Tháp đăng cai tổ chức ngày hội, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp gửi gắm sự kỳ vọng các đoàn đại biểu, các gia đình sẽ có những trải nghiệm thú vị tại vùng đất sen hồng. Trong khuôn khổ của ngày hội, đất sen hồng hân hoan chào đón quý vị cùng tham dự trải nghiệm khám phá vùng đất thiên nhiên con người Đồng Tháp, nơi có những di tích văn hóa lịch sử lâu đời, bạt ngàn những cánh đồng sen, những vườn cây trĩu quả. Hy vọng qua những trải nghiệm thú vị tại vùng đất sen hồng, quý vị sẽ lưu lại những kỷ niệm đẹp về văn hóa con người Đồng Tháp, nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Tại ngày hội, mỗi phần thi mang một nét đặc sắc riêng. Các gia đình đều phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, thể hiện tài năng của mình. Phần thi vận động, vui chơi cùng con và nấu ăn, món ngon cuối tuần được xem là hai phần thi sôi động nhất. Cùng với đó, phần thi biểu diễn nghệ thuật gia đình tài năng, thi đọc sách cùng con diễn ra khá hào hứng. Tuy nhiên, hấp dẫn và thu hút nhất có lẽ là phần thi trình diễn thời trang gia đình sắc màu. Tại phần thi này, 13 gia đình đã cùng nhau trình diễn nhiều bộ sưu tập trang phục truyền thống. Để có được màn trình diễn ưng ý, mỗi gia đình đều phải trải qua sự đầu tư và luyện tập kỳ công. Em tin rằng là qua cái cuộc tham gia lần này thì gia đình em cũng sẽ học hỏi thêm rất là nhiều những điều hay từ các gia đình, từ những nét về trang phục, cũng như những cái nét văn hóa ở mỗi tỉnh, tại địa phương, để từ đó mà gia đình em có thể áp dụng vào trong gia đình, để chúng em truyền tải và dạy dỗ cho con cái của mình sẽ có nhiều cái điều tốt hơn ạ. Trang phục của gia đình em là chọn về ngày Tết sum họp của ngày Tết Trung Thu. Hôm nay là gia đình em muốn truyền tải đến mọi người là cái ngày Trung Thu là cái ngày đoàn viên. Chúng ta cần phải về nhà đoàn viên với gia đình nhiều hơn. Trong khi đó, đến từ đoàn gia đình tiêu biểu tỉnh An Giang, gia đình chị Liêm Hủy Biển chọn trình diễn trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm. Thông qua sự chuẩn bị và màn trình diễn của mình, gia đình chị mong muốn lan tỏa rộng rãi văn hóa nghề dệt lụa mang nhiều đặc sắc của dân tộc Chăm. Tiết mục của em được chuẩn bị để nói lên cái nghề dệt lụa của dân tộc Chăm. Rồi tụi em cũng chuẩn bị mấy cái khung vải, mấy cọng chỉ vải màu này kia để phục hiện lại cái cách thêu chỉ này kia cho mọi người khán giả đây cùng biết là cái dân tộc Chăm nó có cái phong tục dệt lụa như thế nào. Tụi em thi chỉ mang tính chất là giao lưu học hỏi nhằm mục đích là để cho khán giả biết đến dân tộc của đất nước chúng ta nhiều hơn, biết đến nghề nghiệp của các dân tộc như thế nào. Trong phần thi trình diễn thời trang gia đình sắc màu, đoàn gia đình tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp đã xuất sắc giành giải nhất với màn trình diễn áo dài làm từ dệt choàng Long Khánh, do vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Anh và chị Lý Thị Kim Hiếu trình diễn. Ta đã biết thì làng nghề Long Khánh thì nổi tiếng với cái làng nghề dệt tròn. Thì ở đơn vị tỉnh Đồng Tháp của em thì cũng thấy đó là một cái điểm nổi bật của tỉnh, nên đã chọn cái làng nghề dệt tròn là một cái câu chuyện ở tình yêu đôi lứa ở một cái khung nghề dệt tròn. Cô gái thì làm nghề dệt tròn, còn chàng trai thì là một chàng trai ở nơi xứ khác đến, và hai người thì xe duyên
và lập gia đình ở làng tròn đó luôn. Và cuối cùng là có một tình yêu đẹp và có những cái đứa con ra đời ở nơi đó. Trước đây thì cái hình ảnh là dệt tròn chiếc khăn rằn á, thì nó chỉ người ta liên tưởng đến là chỉ là cái chiếc khăn rằn thôi. Tuy nhiên thì hiện nay á, cái chiếc khăn rằn á, nó không còn có bó buộc là một cái chiếc khăn nữa, mà chúng ta có thể giống như là các anh thấy là chúng ta có thể mai thành một chiếc áo dài cho nữ, hoặc mà cho cái giàu cho nam, hoặc cho cả bé, cả gia đình. Ngoài ra thì khăn tròn nó còn có thể là làm rất là nhiều nữa, như là những cái lồng đèn hoặc là những cái quà lưu niệm rất là dễ thương đến mọi người. Ngày hội diễn ra thành công và động lại nhiều cảm xúc trong lòng các đại biểu, gia đình, đồng thời lan tỏa nhiều giá trị tích cực về văn hóa, tạo động lực để các gia đình trong khu vực phấn đấu xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Đến với ngày hội năm nay thì chúng tôi cũng cố gắng chuẩn bị tốt đầy đủ các cái điều kiện để tham gia ngày hội theo quy định của ban tổ chức. Ngoài ra thì cũng mong muốn là đem những cái sản vật của quê hương, rồi là tấm lòng, rồi là những cái đặc trưng nhất của con người Cà Mau đến đây, mang đến ngày hội cũng như là mang đến đây để cùng giao lưu với con người và vùng đất của Đồng Tháp. Đồng thời là cũng quảng bá hình ảnh, rồi là giới thiệu đến với mọi người tham gia ngày hội đây là cũng biết đến vùng đất Cà Mau nhiều hơn. Ngày hội đã khép lại, nhưng những giá trị và ý nghĩa của ngày hội vẫn còn đọng lại, không chỉ trong cán bộ, nhân dân của các tỉnh miền Tây Nam Bộ, mà còn là các giá trị lan tỏa đến toàn thể các gia đình trong cả nước. Chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp ấy, để mỗi gia đình luôn là nơi đầy ắp tình yêu thương, sự chia sẻ và niềm hạnh phúc. Trong ngày hội lần này, tỉnh Đồng Tháp được đánh giá cao về công tác tổ chức. Thông qua ngày hội đã để lại nhiều dấu ấn đẹp về văn hóa và con người đất Sen Hồng, nghĩa tình, năng động, sáng tạo trong lòng các tỉnh bạn. Đối với cá nhân tôi đó thì đánh giá rất là cao cái công tác đăng cai, tổ chức và chuẩn bị tốt các cái điều kiện để cho các cái đoàn về đây tham dự giải của đơn vị đăng cai là đơn vị Đồng Tháp. Đến với Đồng Tháp á, thì các cái gia đình của các đoàn mà đặc biệt là cũng như đoàn Cà Mau thì cảm thấy rất là ấn tượng, rất là yêu thích. Thứ nhất là về công tác tổ chức rất là chu đáo, đảm bảo tốt đầy đủ các cái điều kiện để các hoạt động của ngày hội diễn ra một cách tốt nhất. Về con người của Đồng Tháp, quê hương Đồng Tháp thì chúng tôi rất là ấn tượng, gặp những con người rất là dễ gần gũi, mến khách, nghĩa tình, rất là tình cảm. Và cái việc chăm chút đối với các đoàn từ cái chuyện nhỏ nhất cho đến những cái việc chung. Ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ được tổ chức định kỳ hàng năm là sự kiện văn hóa gia đình quy mô cấp khu vực nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam nói chung và gia đình khu vực Tây Nam Bộ nói riêng. Theo lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, những năm tiếp theo, Bộ sẽ phối hợp với các tỉnh, thành phố tiếp tục tổ chức Ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ với nhiều hình thức phong phú, tạo sân chơi bổ ích cho các gia đình giao lưu, hướng đến xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chỉ thị số 06 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới. Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. Trong cuộc đời của mỗi con người, người ta có thể đi đến nhiều nơi hay có thể nhiều nơi để đến, nhưng duy nhất chỉ có một nơi để trở về, đó chính là gia đình của mình. Gia đình là duy nhất và thiêng liêng nhất, giữ vai trò trung tâm trong đời sống của mỗi con người. Chỉ có tình cảm gia đình mới là thứ tình cảm vô điều kiện. Chỉ có gia đình mới là nơi trú ẩn để đối phó với những cơn định mệnh khốc liệt. Bên cạnh đó, gia đình còn là cầu nối giữa mọi thành viên trong gia đình với xã hội, là nơi nuôi dưỡng, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Ngày hội gia đình tiêu biểu của các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ được tổ chức định kỳ hàng năm là sự kiện văn hóa gia đình tiêu biểu cấp khu vực với sự tham gia của 63 gia đình tiêu biểu đến từ 13 tỉnh, thành phố trong khu vực miền Tây Nam Bộ, nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam nói chung và gia đình khu vực Tây Nam Bộ nói riêng, có ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, bảo vệ quyền trẻ em,
nâng cao văn hóa đọc trong gia đình và góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình và hệ giá trị con người Việt Nam trong tình hình mới. Cũng theo ban tổ chức, năm 2025, Ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh thành phố miền Tây Nam Bộ lần thứ 6 sẽ được diễn ra tại tỉnh Kiên Giang. Tiếp tục gửi gắm kỳ vọng và mục tiêu tạo ra sân chơi bổ ích cho các gia đình giao lưu, hướng đến xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.